thực hiện quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành kịp thời các quy chế, quy định người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp dân. Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 3 cuộc tiếp xúc đối thoại với người dân. Tiếp xúc đối thoại với nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Hoa, xã Xà Phiên, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, dự kiến tổ chức vào tháng sau. Tiếp xúc đối thoại với nhân dân là đồng bào các tôn giáo thành phố Ngã Bảy, dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới. Tiếp xúc đối thoại với nhân dân là hộ nghèo ở xã Dị Bình, xã Vĩnh Trung, huyện Dị Thủy, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm sau, gắn với hoạt động lãnh đạo tỉnh ăn Tết với người nghèo. Tỉnh Hậu Giang tăng cường tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đây là cách làm linh hoạt để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân vào các cấp chính quyền. Với hình thức tập trung, nội dung thiết thực, trong nửa nhiệm kỳ qua, cấp tỉnh ghi nhận gần 9.500 ý kiến thông qua phiếu lấy ý kiến và các lần tiếp xúc đối thoại. Việc tiếp xúc đối thoại theo đặc trưng dân cư của từng huyện, thị xã, thành phố là sự kế thừa có đổi mới trong hoạt động nghe dân nói với dân. Người dân được tạo điều kiện thuận lợi nhất để nêu tâm tư, nguyện vọng cùng với những góp ý, hiến kế cho sự phát triển của tỉnh Hậu Giang. Hình thức và nội dung các cuộc tiếp xúc đối thoại không ngừng đổi mới. Nổi bật là chuyển từ đối thoại với nhân dân, đa thành phần sang đối thoại theo giới, đặc điểm nghề nghiệp, theo thành phần đặc thù. Trong năm rồi, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang có 9 cuộc tiếp xúc đối thoại với trưởng phó phòng cấp tỉnh, cấp huyện, hợp tác xã, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, phụ nữ, thanh niên. Qua đây ghi nhận trên gần 7.300 ý kiến, phản ánh, đề xuất, kiến nghị, hiến kế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước khi diễn ra các buổi tiếp xúc đối thoại, Ban dân vận tỉnh ủy triển khai phát phiếu lấy ý kiến theo hình thức đến tận nhà dân, trao đổi lắng nghe, ghi nhận. Đồng thuận rất cao đối với những cái chính sách mà lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đối với đối tượng là gia đình chính sách. Những cái hỗ trợ, những cái chăm lo kịp thời của lãnh đạo tỉnh trong cái dịp lễ Tết, rồi những cái quan tâm đặc biệt đối với những gia đình chính sách mà khó khăn, thì cái nội dung này được các đối tượng rất là đồng tình, đồng thuận. 100% ý kiến phản ánh, kiến nghị, hiến kế của người dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương ghi nhận, trả lời và đưa ra lộ trình thời gian thực hiện. Cấp lãnh đạo các ngành có giải trình từ bước hết, coi như các ngành có từ mức cho bà con giải trình, thì có những cái cũng hứa hẹn sau này sẽ phục vụ cho bà con rất tốt, thì bà con cũng an tâm, là coi như là tôi thấy bà con rất vui vẻ đó, cũng an tâm để mà tin tưởng theo sự lãnh đạo của các cấp ở trên. Tại mỗi cuộc đối thoại, lãnh đạo tỉnh có phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành giải quyết ý kiến của người dân. Điểm mới là kết quả giải quyết ý kiến người dân trở thành tiêu chí thi đua của các cơ quan, đơn vị. Lấy sự hài lòng của người dân, lấy nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đó là thước đo quan trọng nhất. Cái này các sở ngành nào mà nhiều ý kiến, điều đó là các sở ngành vẫn phải tiếp tục tập trung để giải quyết các công việc trong thời gian tới nhiều hơn các cái sở khác. Có những cái khó khăn vướng mắc đó bằng nguồn lực của tỉnh trong thời gian sớm, trong thời gian ngắn chưa thể bố trí được, thì chúng ta có lộ trình để cái đó. Thế còn những cái nào mà trong cái phạm vi cơ chế chính sách, trong cái nguồn lực chúng ta có thể thực hiện là phải triển khai rất sớm. Và định kỳ hàng năm có báo cáo lại kết quả thực hiện để cũng thông báo cho bà con. Các cấp các ngành phải lấy cái chỉ tiêu mà giải quyết các công việc đây là một trong những chỉ tiêu chúng ta đánh giá xếp loại cuối năm. Có như vậy thì chúng ta mới có cái chuyển biến thật chất. Qua gặp gỡ đối thoại, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và người dân càng gần nhau hơn, những vướng mắc khó khăn kịp thời chia sẻ và nhanh chóng được tháo gỡ. Qua diễn đàn này, dân chủ được phát huy cao nhất, thống nhất về tư tưởng, góp phần thực hiện tốt phương châm,
trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Người dân với đảng và chính quyền cùng nhìn về một hướng vì sự phát triển chung của Hậu Giang. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc đối thoại là cách Hậu Giang tìm sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình, dự án. Trên hành trình này, tỉnh Hậu Giang vận dụng linh hoạt nhiều cách làm gắn kết ý đảng, lòng dân để mỗi công trình, dự án thực sự đem lại lợi ích cho người dân. Thực hiện dự án khu tái định cư ở ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Đông Mỹ, có 8 hộ bị ảnh hưởng với hơn 2 hectare. Do phương án bố trí đất tái định cư không rõ, nên các hộ dân này chưa bàn giao mặt bằng. Với phương châm lắng nghe dân nói cho dân hiểu, sau nhiều lần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Mỹ đối thoại, vận động, giải thích, các hộ dân này đồng ý bàn giao mặt bằng. Đồng thuận cũng như mọi người, anh em đây thì cũng tận tình, cũng thỏa đáng cho mình. Bây giờ thì đấy, tôi và cùng mọi người anh khác thì chắc cũng họ cũng như tôi, thì họ cũng nhận bồi thường rồi, cũng hài lòng. Đây là buổi đối thoại của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang với các hộ dân ở phường 1 thành phố Vị Thanh vào cuối năm ngoái. 10 hộ dân này chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam tiểu dự án thành phố Vị Thanh vì chưa thống nhất với giá bồi thường và chính sách tái định cư. Sau khi lãnh đạo tỉnh giải thích về quyền và nghĩa vụ của người dân trong khu vực quy hoạch, từ quyết liệt khiếu nại, người dân dần đồng thuận với chủ trương của tỉnh Hậu Giang. Nửa tháng sau đối thoại, bà Nguyễn Kim Anh thu xếp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với mong muốn sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới. Cũng bị ảnh hưởng dự án này, ông Giang Tính Phong hiểu rõ trách nhiệm của mình và đồng thuận với chính quyền. Ông bàn giao mặt bằng, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ. Sự đồng thuận của người dân đối với các công trình, dự án góp phần làm khởi sắc diện mạo quê hương. Từ nhỏ tới lớn ở đây đó, tôi ở gần 50 năm ở đây rồi đó. Thì bây giờ chủ trương của nhà nước thì ai làm sao thì mình vậy. Thì bây giờ tôi cũng đồng thuận, tôi giao mặt bằng cho công trình. Theo Ban Tiếp Công dân tỉnh Hậu Giang, trong hơn 1.100 đơn thư nhận được từ đầu năm đến nay, có hơn 90% là đơn thư yêu cầu hỗ trợ và tái định cư khi giải phóng mặt bằng. Nhờ đối thoại tạo sự đồng thuận, đến nay xử lý xong 92% số đơn thư. Người dân thuận lòng bàn giao hết mặt bằng cho nhà đầu tư, góp phần triển khai các dự án đúng tiến độ. Tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với người dân, tạo thành cầu nối giúp chính quyền nắm bắt tình hình sâu sát, kịp thời chăm lo cho cuộc sống của người dân. Từ đây, việc giải phóng mặt bằng các dự án công trình được nhân dân đồng tình ủng hộ.